đến quý vị những thông tin về căn bệnh này. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Alo Bác sĩ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp lại Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Kha Hữu Nhân, Phó trưởng Bộ Môn Nội, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Thưa bác sĩ Nhân, trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về sỏi túi mật. Bệnh này làm sao để chúng ta có thể nhận diện được bệnh, dựa vào những cái biểu hiện triệu chứng nào? Kính thưa quý khán giả, sỏi túi mật thì thông thường bệnh nhân thường không biết được. Một số bệnh nhân thì có thể có những triệu chứng, ví dụ như nặng bụng, khó tiêu. Rồi vô tình khi người ta đi siêu âm thì phát hiện ra là có sỏi túi mật. Như vậy đó thì đa số là người ta không biết được, chỉ do siêu âm. Còn một số thì bệnh nhân, khoảng 10% thì bệnh nhân sẽ có những cơn đau ở vùng hạ sườn phải, ngay cái vị trí của túi mật. Thì trong cái trường hợp này thì đôi khi nó thể kết hợp là bệnh nhân có sỏi và kèm theo những cái biểu hiện nhiễm trùng do viên sỏi tại túi mật. Thì trong trường hợp đó bệnh nhân sẽ đến khám ở bệnh viện. Và khi người ta cho siêu âm kiểm tra thì phát hiện có viên sỏi kèm theo cái tình trạng viêm túi mật. Bệnh sỏi túi mật này thì có nguyên nhân từ đâu thưa bác sĩ Nhân? Thông thường sỏi túi mật là do cái thường nó sỏi, cái cấu trúc của nó là cholesterol. Thì ở đây nó có những cái tình trạng rối loạn thì thông thường ở nữ cũng có, ở nam cũng có. Một số người trường hợp thì rối loạn từ cái chuyển hóa của bilirubin, ví dụ một số bệnh nhân mà có thalassemia rồi chẳng hạn, người ta cũng có thể có sỏi. Một số thì mình cũng không biết được tại sao bệnh nhân có sỏi. Chỉ biết là khi siêu âm thì xác định là có viên sỏi. Thì triệu chứng nói chung là khó xác định được, mà thường phải dùng các cái phương tiện chẩn đoán hình ảnh để chẩn đoán. Và đối với bệnh này, bệnh sỏi túi mật thì hiện nay có những cái phương pháp nào điều trị hiệu quả thưa bác sĩ Nhân? Hiện nay sỏi túi mật thì cũng có thuốc điều trị, thì đó là các dạng thuốc viên để cho bệnh nhân uống. Thì thông thường cái liều nó uống thì cũng tương đối là ngày 3 lần. Thì bệnh nhân uống cũng có thể chịu được, các triệu chứng phụ của thuốc thì cũng không nhiều. Nhưng mà thông thường thì một số người khi uống thuốc đó thì cũng có thể bị tình trạng tăng men gan. Tại ra khi mình sử dụng các cái thuốc để tan sỏi túi mật thì phải chú ý trong quá trình đó phải theo dõi cái men gan của bệnh nhân. Cái thứ hai là những trường hợp mà bệnh nhân có những cái biến chứng cấp tính, tức là viên sỏi gây viêm túi mật, thì trong trường hợp này thì người ta sẽ sử dụng kháng sinh cho bệnh nhân, thì thường người ta đến bệnh viện và được nằm viện. Những trường hợp nặng nề hơn thì cái tình trạng sỏi nó gây viêm túi mật nặng nề, có thể hoại tử túi mật, thì trong trường hợp này thường bệnh nhân phải được chỉ định phẫu thuật. Thì trong trường hợp chỉ định phẫu thuật như vậy đó thì những trường hợp nhẹ thì người ta sẽ mổ qua nội soi, hiện giờ là phương tiện tốt cho bệnh nhân bởi vì nó không phải chịu cái đường mổ dài. Còn những trường hợp mà do đến quá chậm thì đương nhiên đôi khi người ta có thể phải mổ hở chứ không phải mổ nội soi được. Cái điều trị bệnh như vậy có khi nào tái đi tái lại không ạ? Nếu như phẫu thuật thì đã cắt túi mật thì bệnh nhân không còn túi mật, thành ra sau đó thì không thể có sỏi túi mật được. Còn đối với những trường hợp mình uống thuốc thì mình phải theo dõi cái kích thước của viên sỏi và theo dõi cái tình trạng tăng men gan nếu có của cái tác dụng phụ của thuốc. Và thưa bác sĩ Nhân, sau khi mà mổ điều trị sỏi túi mật thì bệnh nhân có cần lưu ý những điều gì về việc ăn uống hay việc chăm sóc tại nhà không ạ? Khi mà bệnh nhân đã mổ sỏi cái túi mật rồi thì mình nói chung như vậy là bệnh nhân đã được cắt cái túi mật. Thì mình biết túi mật là cái nơi mà nó trữ mật, nó cô đặc mật để khi mình ăn á, thì nó bài tiết, nó co bóp và đẩy cái mật xuống để tiêu hóa thức ăn, mà trong đó chủ yếu là vấn đề của chất mỡ, chất béo. Thì như thế á, thì nếu như bệnh nhân mà dùng các thức ăn mà chất béo nhiều thì cái vấn đề tiêu hóa sẽ không đảm bảo. Do đó những bệnh nhân mà người ta đã cắt túi mật thì khuyên nên ăn thức ăn thì trong đó chất dầu mỡ phải hạn chế bớt lại. Còn các cái thức ăn khác thì bệnh nhân ăn uống cũng bình thường thôi, không có gì phải lo lắng cả. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Nhân ạ. Thưa quý vị, với những chia sẻ của bác sĩ Kha Hữu Nhân thì căn bệnh này tuy ít phổ biến nhưng nếu như không được phát hiện và điều trị kịp lúc sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Vì thế mà khi có các triệu chứng như quý vị vừa theo dõi thì phải đến bệnh viện để được bác sĩ chẩn đoán và điều trị kịp thời.